Đông Triều, từ một huyện nông nghiệp thuần túy đã từng bước phát triển trở thành thị xã và đang trên đường trở thành thành phố trong tương lai gần. Để có được những kết quả đó, việc đầu tư phát triển hạ tầng là yếu tố mang tính quyết định và trong lĩnh vực này không thể không nhắc tới bê tông Hòa Bình. Bắt đầu đưa vào hoạt động từ năm 2013, trải qua 6 năm hoạt động và không ngừng phát triển, bê tông Hòa Bình tự hào là công ty dẫn đầu về sản xuất, cung cấp bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn tại thị trường Đông Triều và các huyện thị lân cận trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Đã có hàng trăm công trình hạ tầng mang tính chiến lược trên địa bàn thị xã có sự tham gia của bê tông Hòa Bình. Trong số này, phải kể đến các công trình như cầu Nguyễn Huệ, cầu Máng Bình Khê, tuyến đường Tâm Linh, cảng Than Đông Bắc, đê Hồng Phong, đường 345 đi Bắc Giang và rất nhiều công trình trọng điểm khác mà không thể kể hết ở đây. Song song với đó là hàng ngàn công trình dân dụng khác. Từ những thành công mang tính đột phá và để nâng tầm phát triển, mở rộng thị trường, năm 2015, công ty Hòa Bình đã đầu tư xây dựng tiếp cơ sở bê tông thứ hai tại Hải Dương với tên gọi bê tông sao đỏ HD. Và cũng như tại Đông Triều, bê tông sao đỏ HD cũng là một địa chỉ tin cậy đối với khách hàng tại Hải Dương nói chung và thành phố Chí Linh nói riêng. Hiện tại, cả hai đơn vị sản xuất bê tông thương phẩm của công ty có tổng công suất 360 mét khối một giờ, đội ngũ công nhân gần 100 người. Riêng trong năm 2019 vừa qua, đơn vị đã sản xuất và cung cấp cho khách hàng xấp xỉ 200.000 mét khối bê tông phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, bê tông Hòa Bình đã khẳng định là đơn vị thành công trong sản xuất, kinh doanh nhờ có chiến lược đúng đắn, công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế và đặc biệt là sản phẩm có chất lượng tốt, trách nhiệm cao. Đây là chiến lược tồn tại và phát triển của đơn vị cả trong hiện tại và tương lai. Một mùa xuân mới lại về, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của toàn thị xã đang trên đà phát triển. Bê tông Hòa Bình tự hào là đơn vị đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung ấy bằng chất lượng sản phẩm, xây dựng các công trình hạ tầng. Đông Triều sẽ trở thành thành phố trong tương lai, một thành phố trẻ, năng động ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh. Điều đó sẽ là động lực, là mục tiêu để bê tông Hòa Bình phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ khách hàng, đồng hành với sự phát triển của quê hương đệ tứ Đông Triều anh hùng, đúng với khẩu hiệu mà bê tông Hòa Bình đã đặt ra: chung sức, đồng tâm, vươn tầm, phát triển.